ông joseph đã phát minh ra một cái máy mà có thể dệt được vải phát minh invent máy móc machine dệt weave vải cloth nó dệt nhanh hơn và thẳng hơn bất kể người nào dệt bằng tay thẳng straight ông quyết định mang nó tới hai thành phố ở trên bán đảo đó là netherton và wilton bán đảo peninsula ở hai thành phố này một tỷ lệ rất lớn người dân làm việc ở trong ngành dệt vải tỷ lệ proportion ông cảm thấy rất chắc chắn là sẽ có thể bán được những chiếc máy của ông ấy ở đó joseph mang chiếc máy của mình tới gặp thị trưởng của thành phố netherton trước thị trưởng mayor hoặc mayor hãy suy nghĩ về tiền số tiền mà anh sẽ kiếm được từ chiếc máy này Joseph nói với ông ta, nhưng ông thị trưởng này là một người rất nhân từ, nhân từ, benevolent. Ông ấy biết rằng, uh, ông ấy biết rõ về sự phụ thuộc của người dân trong thành phố vào công việc dệt vải để kiếm sống, sự phụ thuộc, dependence, vào, on kế sinh nhai công việc kiếm sống livelihood để kiếm sống for their livelihood nếu ông ấy mua chiếc máy thì người dân sẽ mất việc làm vì thế ông ấy đã từ chối mua nó từ chối refuse joseph nói chúng ta không còn ở thời trung cổ nữa mọi thứ sớm sẽ được làm bởi máy móc vải được làm bằng tay sẽ sớm bị lỗi thời nếu ông không thay đổi cái cách làm cổ xưa đó thì thành phố thu nhập của thành phố này sẽ giảm sút không còn nữa no longer thời trung cổ medieval age medieval trung cổ age thời kỳ lỗi thời là hậu obsolete cổ xưa arcade thu nhập income giảm xuống giảm sút diminish nhưng ông thị trưởng nói tôi không thích tư bản chủ nghĩa đừng có áp đặt uh, các cái ý tưởng cấp tiến lên thành phố của chúng tôi hãy đi đi chủ nghĩa tư bản capitalism áp đặt impose cấp tiến radical tư tưởng cấp tiến radical idea cấp tiến có nghĩa là đổi mới ngược lại với lạc hậu cổ hủ từ radical còn có nghĩa là triệt để hoàn toàn ví dụ sự thay đổi triệt để a radical change Vì vậy, Joseph đã mang chiếc máy tới gặp thị trưởng của thành phố Wilton. Ông thị trưởng này nghĩ rằng chiếc máy của Joseph thật là ngoạn mục, thật là kỳ diệu và đã dành rất nhiều thời gian để nhìn ngắm uh, các cái bộ phận khác nhau của chiếc máy được làm bởi đồng thau. Ngoạn mục, kỳ diệu, spectacular bộ phận component đồng thau brass ông thị trưởng này cũng không thể bác bỏ được sự thật rằng chiếc máy có những hạn chế của nó rằng nó sẽ gây ra ảnh hưởng tới công việc của người dân phủ nhận bác bỏ refute sự thật the fact hạn chế khuyết điểm nhược điểm drawback ảnh hưởng effect nhưng ông ấy nhận ra rằng chiếc máy có thể mang lại tiền bạc và sự uy tín uy tín prestige hoặc prestige vì thế ông ấy đã đặt hàng joseph làm hai mươi chiếc trong vòng một năm wilton đã trở thành một thành phố giàu có nổi tiếng vì À, những tấm vải tuyệt vời của thành phố này làm ra giàu có wealthy người dân không còn dệt nhưng họ làm việc họ làm những công việc quản lý trong các nhà máy dệt vải công việc quản lý managerial job không còn ai mua vải được làm từ thành phố netherton nữa người dân của thành phố Netherton trở nên nghèo, nghèo đói. Cuối cùng, thị trưởng của thành phố Netherton đã gọi cho Joseph, Joseph và nói Bây giờ thì tôi đã nhận ra rằng chiếc máy của ông không phải là một mốt nhất thời, mốt fad, mốt nhất thời, passing fad. Để thành công trong kinh doanh, Chúng tôi phải sẵn sàng thay đổi, thành công, succeed, sẵn sàng, be willing. Sau đó ông ấy đã đặt hàng 20 chiếc máy dệt vải. Sau đó, cả Netherton và Wilton đều trở thành những thành phố giàu có, nổi tiếng, khắp đất nước bởi uh, những tấm vải dệt tuyệt vời của họ.